người ta vẫn bán ngoài đường được. Em này là em cưới. Em cưới cùng cuộc sống phương dân, những người hoặc là những người bán hàng là rong, người ta buồn, người ta buồn rồi. Những người bán vé số đó. Ngày mai mà bán chúng chưa biết bán là không được rồi đó. Mà giờ có một cái là không có tiền đi tiền nhà thôi, phải đi liều á. Nếu mà không có tiền đóng tiền nhà trọ là phải đi liều ra bán một tháng hai bù á. Nếu mà bắt thì bắt luôn, rồi bắt thì cũng chịu thôi. Chứ giờ ở nhà tiền đâu? Tiền đâu rồi sinh hoạt hàng ngày? Gạo cơm củi lửa, ba đứa con lẫn nhà coi cửa mướn không à? Ở đâu mà bán? Hả? Có ở Thủ Đức. Sao mình không bán ở Thủ Đức mà mình qua chỗ này bán nó xa? Hả? Hay là ở đây về bán? Không, Thủ Đức là không có chỗ bán. Thì chỗ này ăn chơi mình kiếm chỗ nào ăn chơi mình bán à. Còn cái chỗ người ta lâu động tới về ta ngủ hết đâu bán được. Vậy là mai là giống như bán liều vậy hả cô hả? Vậy mai là bán liều vậy á. Ủa? Nếu mà bán được là mốt bán tiếp ha. Thì người ta đuổi thì chạy, chạy thì trốn, người ta bán tiếp vậy thôi. Thì nếu mà ở nhà rồi tiền đâu mà sinh hoạt hàng ngày. Ủa, nhưng... ở già tròn tháng 4-5 triệu tiền lớn, còn ba đứa con nữa. Ai nuôi? Giờ nếu ở nhà ai nuôi? Cho đi. Ủa? Mà ngày mai có quyết định... Già nước cho tôi tiền thì tôi ở nhà liền. Ủa, nhưng mà ngày mai quyết định là sẽ không bán như vậy nữa, nhưng mà mình vẫn bán, nói chung là từ đâu hay từ đó hả gì? Đúng rồi, tới đâu hay tới đó à. Và nếu người ta hốt thì mình người ta nuôi mình luôn. Vậy là mình chấp nhận là trong trường hợp mà... Chấp nhận người ta hốt người ta nuôi mình luôn á. Nhưng mà đợt dịch này thì mình bán khó khăn như thế nào chị? Thì bây giờ bán được 100 thì về sinh hoạt 100, mà bán 200 về sinh hoạt 200 có dư tiền. Nhưng mà so với đợt trước dịch đó thì mình bán nó thuận lợi không, hay là bây giờ thì nó thay đổi nhiều? Ế lắm. Ế lắm thì phải đi à, được đồng nào hay đồng đó à. Tại còn đây mới bỏ một đồ ra rồi để em bỏ. Bán được đi lâu chưa? Hả? Cô bán đi đâu? Mấy cái tết rồi. Mình bán lấy mấy giờ ta? 2 giờ sáng mày về. 2 giờ sáng là mình ngồi đây thôi hả? Hay là mình đi vòng vòng? Thì không, từ đầu giờ sắp tới đây rồi. Người ta đuổi thì chạy, chạy, chạy ra, chạy vô vậy đó. Ủa, ba người con là mình lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Lớn nhất bao nhiêu tuổi? Lớn nhất là 20 mấy tuổi. À, 28, 30 gì á. Còn chồng mình thì làm cái gì? Không, chồng cũng có. Ba người con thôi. Nuôi ba, ba mà bố mẹ con à. Mà bây giờ dịch bệnh vậy thì cuộc sống mình nó khó khăn như thế nào? Khó khăn chứ bộ, tiền là nếu ngày mai nghỉ rồi tiền nhà ngày nhiêu không? Ngày 200. Tiền nhà ngày 150 đó, tháng 4 triệu rưỡi á. Rồi tiền gạo, tiền cơm nữa hằng ngày nữa chi, nếu mà kéo dài nữa chắc chết quá. Thì phải xăm mình ra đi liều đi, được đồng nào hay đồng đó. Nếu người ta hốt thì ta đưa nuôi mình luôn. Mà mấy bữa nay nè là vắng khách hơn nhiều. Vắng nhiều chứ, tôi nghĩ sao lại có người. Ngồi mòn mỏi luôn á. Ngày xưa bình thường là một ngày cô bán bao nhiêu? Mấy trăm ngàn à. Còn bây giờ? Giờ bán được 200 à, trăm mấy rồi vậy á. Bán được đồng nào tính tới, không bán được thì đi về luôn. Nó có giảm khoảng bao nhiêu, giảm nửa hay sao? Giảm sao? Có ai giảm cho cô đâu. Còn cái mình thu được nè, mình bán được nè, nó giảm nhiều không? Không. Bán ế lắm nè, cái 20. 20 mà giờ bán được bao nhiêu người mà chạy hoài sao bán được. Cái đường giờ vắng quá đâu có ai mua. Có ai đi dám đi đâu. Nó sợ dịch, nó sợ chết quá, ai dám đi. Chỉ có mình mà không sợ chết, mình liều mạng, mình đi ơi. Giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đồng lòng vì một thành phố Hồ Chí Minh khỏe mạnh. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố HCM, chỉ thị 16 không phải là liều thuốc tiên đẩy lùi dịch bệnh mà chính việc hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mới mang lại kết quả như mong muốn. Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp phòng.
chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng rất cần thiết vào thời điểm hiện nay khi tình hình dịch tại thành phố đang rất cam go, lan sang các tỉnh, thành lân cận. An toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của khu vực cũng như của cả nước, đang bị ảnh hưởng rất nặng nề của dịch COVID-19. Theo thống kê của ngành y tế, từ cuối tháng 4/2021 đến sáng 8 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp nhiễm mới, đặc biệt trong 10 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày phát hiện 500 đến 600 trường hợp nhiễm mới. Đáng chú ý có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng không xác định được nguồn lây. Lũy kế đến nay, tại thành phố đã có 19 bệnh nhân tử vong. Cách ly hơn 53.000 người, trong đó có hơn 15.000 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Hơn 100 khu vực đã phải phong tỏa, thiết lập cách ly y tế trải khắp 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức với hàng trăm nghìn người dân. Tính tới ngày 8 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào ngày thứ 73 của đợt dịch thứ 4 và trải qua 39 ngày thực hiện giãn cách xã hội với các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, kết quả mang lại chưa thật sự cao do nhiều yếu tố, đặc biệt là do biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh, nhanh. Dịch đang có những diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng với mức 3 con số mỗi ngày. Cùng với đó là sự quá tải của các khu điều trị, các khu cách ly tập trung và gia tăng các khu vực phong tỏa, áp dụng cách ly y tế. Thực tế trên cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống thường nhật của bao gia đình, người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp, thương nhân. Hàng nghìn doanh nghiệp đã phải ngưng hoạt động, giảm quy mô sản xuất kinh doanh. Hơn 100 chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối, gần 40 doanh nghiệp đã phát hiện có ca dương tính phải dừng hoạt động để chặn nguồn lây nhiễm lan rộng, trong khi chờ giải pháp căn cơ là tiêm vaccine phòng COVID-19 để có miễn dịch cộng đồng, để sống chung được với lũ, nhằm ngăn chặn được đà lây lan của dịch COVID-19. Giảm mức thiệt hại về mọi mặt cho thành phố, những liều thuốc mạnh, thiết lập phong tỏa, giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 16 đã được lãnh đạo thành phố triển khai ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ trước khi toàn thành phố bước vào thực hiện chỉ thị số 16, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh chỉ thị không phải là liều thuốc tiên đẩy lùi ngay dịch COVID-19 mà chính việc hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mới mang lại kết quả như mong muốn. Do đó, cần có sự chung tay của hệ thống truyền thông và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở phải đi từng ngõ, có từng nhà nói cho từng người, từng nhà hiểu và thực hiện đúng, trước hết là thực hiện nghiêm quy định 5K, đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, giữ khoảng cách 2 mét, không tập trung quá 2 người và khai báo y tế, các địa phương, các ngành quán triệt đầy đủ, sâu và tổ chức thực hiện triệt để tinh thần chỉ thị số 16 lần này để sau 15 ngày thành phố sẽ kiểm soát được tình hình, không để kéo dài hơn nữa, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Sát cánh cùng vượt qua đại dịch để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 16. Các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đầy đủ các phương án cần thiết để đảm bảo cuộc sống người dân không bị xáo trộn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện dịch bệnh. Nói thế không có nghĩa sẽ không có khó khăn, ảnh hưởng vì liều thuốc nào cũng có tác dụng phụ, cuộc sống người dân sẽ vất vả hơn, kinh tế bị giảm sút. Thế nhưng, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên hàng đầu để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cân nhắc, quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch cao hơn, mạnh hơn. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện nay số ca nhiễm tăng nhanh nhưng nguồn lực phòng, chống dịch của thành phố vẫn đảm bảo. Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh và luôn duy trì hàng hóa phong phú, dồi dào tại các siêu thị, chợ truyền thống. Thành phố đề nghị người dân không mua tích trữ hàng hóa và không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống, bình tĩnh, tin tưởng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và thành phố. Phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch, đồng thời ủng hộ, cảm thông khi thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly trên diện rộng để kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng có sức khỏe là có tất cả. Để sớm đưa cuộc sống của thành phố Hồ Chí Minh sớm trở lại bình thường, cần sự chung tay của tất cả người dân, những người đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố. Để chuẩn bị cho 15 ngày với các quy định nghiêm ngặt như mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường, quận huyện cách ly quận huyện, thành phố Hồ Chí Minh đã có những kế hoạch đang khẩn trương triển khai gói hỗ trợ chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất tốt nhất trong khả năng của mình.
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố cũng đã có kế hoạch cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho hơn 10 triệu người dân, đảm bảo không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc trong thời giãn cách xã hội. Và trên hết, ở tuyến đầu chống dịch, toàn ngành y tế thành phố cùng với rất nhiều lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đang ngày đêm miệt mài với công việc điều trị, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm để khẩn trương ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay khả năng lấy mẫu của thành phố là 1,3 triệu mẫu trên ngày. Công suất xét nghiệm là 400.000 mẫu trên ngày. Thành phố đang phối hợp với doanh nghiệp để tăng cường thêm năng suất xét nghiệm với mục tiêu 1 triệu mẫu trên ngày trong thời gian sắp tới. Về cách ly và điều trị, thành phố mở rộng khu cách ly tập trung thành phố với năng lực cách ly là 30.000 giường. Đồng thời, ngành y tế thành phố cũng đã triển khai các bước thực hiện cách ly tập trung F1 trong vòng 14 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo, rồi thí điểm cách ly F1 tại nhà theo tiêu chí của Bộ Y tế. Sở Y tế đang triển khai kế hoạch điều trị 15.000 ca bệnh, đã lên kế hoạch điều trị 20.000 giường. Trong những ngày căng mình phòng, chống dịch, thành phố Hồ Chí Minh luôn có sự sát cánh, quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành bạn và rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắp cả nước với tinh thần cả nước cùng với thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tất cả đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ thành phố cả về vật chất và tinh thần, hỗ trợ từ con người, kinh phí, trang thiết bị y tế đến nhu yếu phẩm. Mới đây nhất, Bộ Y tế quyết định tăng cường cho thành phố 10.000 cán bộ, nhân viên y tế để chia lửa cho lực lượng y tế tuyến đầu của thành phố. Tổng hòa các giải pháp đang và sắp triển khai của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thắp lên niềm tin vào chiến thắng trước dịch COVID-19, hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh khỏe khoắn, năng động, náo nhiệt, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu về mọi mặt của cả nước sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.